trai tìm người còn nhiều người yêu. Em chẳng bận tâm ngày trước anh đã từng có với ai bao nhiêu mối tình. Giờ đây anh quên đi buồn đau, quên từng bóng hình. Đôi lần nhìn anh nước mắt rơi quá nhiều, chỉ mong tổn thương em thấy anh. Mưa to cũng giận, nắng gắt cũng giận, cúp điện cũng giận, trăng sáng cũng giận, nói nhiều cũng giận, nói ít cũng giận, anh cười cũng giận, anh khóc cũng giận, cái thằng trong phim nó chết, giận con mèo hàng xóm đẹp hơn, giận không lựa được đâu. Giàu sang một cửa hàng thật tiện lợi, vốn liếng không cao để kinh doanh kiếm tiền lời. Rồi có một người vợ, mình cảm thấy tuyệt vời, đủ miếng ăn và cái mạch. Làm quá gì cuộc chơi ta dằn co, trước mặt cần lo, cái tôi dần to và dần nghiệp. Anh qua mang tình yêu gái thầm, anh đưa cả mưa gió qua đây. Mưa dầm lâu tại ở trên bàn tình là bao thuốc trước khi biến thành shisha. Yeah, nghe nó phơi bên anh như đang đổ nước vào bông hoa. Cách tôi nói như anh như câu trong núi cha ông cha. Không cần chạy làm bầu, anh không cần mặc giang hồ. Nhìn anh vẫn cứ như idol khi anh đang bước vào trong ba. Tay trái anh cầm lái, còn tay phải của anh cầm mic. Rất từ trong tình thái tụi nó nói. Mày sau cuộc tình đã khá lớn, chỉ là cơn mưa cuốn theo cả một trời thu nhớ. Chỉ là nỗi đau thôi, chỉ là nỗi đau chung, chỉ là nước mắt cứ rưng rưng. Đây là vùng đất xứ và thân yêu, luôn luôn dân giả từ dân thường tới dân chiêu. Xem mày điệu nhảy để cảm thấy đôi chân phiêu và mang đôi giày bi tết để bằng chân được nâng. Oh,
Ai hốt thì mà. Welcome to Banknot DJ. Cái này đúng là 30 đi anh. 30 triệu coi như là mình còn 70. Đúng rồi, xe này phải 30 đúng dạ. không? Nhưng mà cái giá là mấy năm trước em mua rồi. Đúng không? Dạ. Xe này giờ anh lấy giỏi lắm 20 à. Dạ 20 cũng được đó, anh bầm mình lên. Không mà khoan để anh coi coi sao. Chà, số 79 đẹp ha. Dạ, số này là bạc số thành phố 2979, số đẹp lắm. Thành phố nhưng mà nó ở vùng ven em ơi, nó không phải ở trung tâm. Vùng ven hả? Nhưng mà cái số đẹp nè, 79 là thần tài thấy không? V1 Gò Vấp mà. Bớt 4 triệu còn 16. Long green ya. Tình là bao thuốc trước khi biến thành shisha yeah. Nghe nó phơi bên anh như đang đổ nước vào bông hoa. Cách tôi nói như anh như cầu trong núi chờ ông cha. Không cần chạy làm bầu, anh không cần mặc giang hồ. Nhìn anh vẫn cứ như idol khi anh đang bước vào trong ba. Tay trái anh cầm lái, còn tay phải của anh cầm mai. Rất từ trong từng thái, tụi nó nói Billy là ai. Anh chỉ là đề tài, để tụi nó cứ nhắc về hoài. Hiếu đã nói ngay đầu đề bài là J-pop thì không hề sai. Sẽ như kim cương trong vương tối em biết nói đâu.
Những cánh hoa rơi khắp muôn nơi, lòng ai cảm thấy xôn xao.